bạn nha, đến kênh của Hiến Nguyễn. Hôm nay mình dẫn các bạn đi xem một cái vườn dừa sim xanh của anh Khởi ở ở xã Tam Ngãi, của huyện Cầu Kè đó các bạn. Đây là một loại giống dừa mới ở Cầu Kè. Mình được biết giống dừa mới này nên là mình đi lại mình tham quan và mình sẽ review lại cho các bạn xem cái loại giống dừa mới này nha. Rồi mời các bạn theo chân mình gặp anh Khởi để cùng anh Khởi tham quan vườn dừa nha các bạn. Mời các bạn. Cái này em thấy cây dừa nó anh trồng là khoảng cách đó một cây là bao nhiêu mét anh Khởi? Cái là trồng cái dừa. Sim xanh này mình trồng khoảng 5 m, 5 m rưỡi được ạ. Tại cái tán nó nhỏ chứ nó không có lớn. Không lớn hả? Dạ. Vậy là mình trồng là mỗi khoảng cách cây là nó sẽ 5 m rưỡi. 5 đến 5 m rưỡi. Dạ, 5 đến 5 m rưỡi tùy tùy mình ha. Dạ. À, lúc đầu sao anh chọn cây chanh trồng chung với nó? Tại vì cây chanh nó chịu cái bóng găm được. Với dạ. Mình trồng mà hai cái khoảng cách dừa này mình bỏ trống thì nó cũng uổng quá. Dạ. Nên là mình xen canh ha. Dạ. Là chanh nó mình thu hoạch được mấy lần rồi? Chanh này năm nay nữa là lần thứ hai rồi anh. Dạ. 2 năm á. Dạ. Ồ, ở đây cái bờ clip. Là một khoảng cách đó là 5 m rưỡi. Dạ. Rồi cái bờ mà bề ngang của nó bao nhiêu? Cái này nếu mà trồng dừa này cũng khoảng 3 thước 3 thước rưỡi được ạ. Dạ, 3 thước 3 thước rưỡi ha. Hình như cái mé mương là mình để cho mình đi tưới nước cho nó là khoảng 2 m 2 không? Dạ, khoảng 2 m 2 được ạ. Dạ là 2 m 2. Ở đây thấy cái cây dừa này nó đi thấp mà nó trái rất là sai này, bạn thấy không? Là trái nó này làm những cái hoài này. Ủa mà em thấy cái những cái lỗ mà đục này là chi với anh Khởi? Em coi nó có khô chưa đó, em đem về làm giống. Dạ. Em thấy nãy giờ em quan sát em thấy như là trái anh phát kìa. Dạ. Anh thử ha. Dạ, coi nó gáo nó đen chưa. Dạ. Đây là anh Khởi quét để kiểm tra nó độ nó khô nó chưa khô để làm giống á. Tại vì cái trái này nếu mà nó còn tươi á thì nó rất là tròn. Rồi xong khô thì nó sẽ teo lại, nó khô mà. Phải không Khởi? Dạ. Nếu mà để từ mà cái trái mà nó khô á rồi cho tới nó mình làm nó lên cây là khoảng bao lâu mình được? Chắc khoảng tầm khoảng 3 tháng trên 3 tháng. Khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi vậy một lát anh dẫn cho em coi cái chỗ ươm của anh ha. Dạ. Đó, bây giờ mình nhờ chút xíu mình nhờ anh Khởi dẫn mình đi tham quan cái chỗ ươm giống của anh ha. Bạn thấy không? Cây dừa rất là thấp đây. Mà cái trái nó rất là sai nè, qua xung quanh cây dừa luôn nè. Đó, thấy không? Coi ở trên đó có lưỡi mèo nữa. Này mình có phòng cánh cứng mình xịt thuốc hay là mình bỏ thuốc anh Khởi? Cái này mình xịt thuốc anh. Mình pha mình xịt ha. Ừ. Dạ. Bỏ đây sợ nó ta uống để ảnh hưởng sức khỏe anh ta. Dạ. Mình pha thuốc cái loại cái tinh dầu tỏi đó. Dạ. Mình xịt nó tháng hơn tháng mình xịt. Em thấy như là có một số người bỏ thuốc người ta dùng cái bột ni lông á. Dạ. Rồi người ta cuột rồi anh bỏ lúa. Dạ. Dạ, mình sợ đi xịt gãi thuốc vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người uống. Có người uống ha. Dạ. Cái này là nó vô cái dịp qua tháng 3. Tháng 3. Dạ. Vậy cái hoài nó nhỏ nhỏ vậy là qua tháng 3 qua Tết. Dạ. Dạ. Lúc đó là dừa nó có thể lên là 100 mấy ngàn chục. Dạ. Thấy cái mô hình của anh trồng xen canh với cây chanh này cũng khá hiệu quả mọi người. Đây là cây chanh ha, có là chanh nó này có hạt không à? Này có hạt ha. Giờ mà nó lỗi chanh chùm các bạn. Đây, xung quanh ở đây là anh trồng tới loại giống dừa có trái rồi khoảng 3,5 con. Đây, quá trời trái nè các bạn. Đó, mà các bạn thấy cây đó nó quá trời trái anh. Ồ quá trời trái nè. Mà bây giờ em cũng nhiều người thắc mắc á. Dạ. Là bây giờ muốn cho trái nhiều quá là anh bón phân như thế nào anh Khởi? Cái phân á thì mình bón á là mình từ cái gốc á nó ra khoảng 5-6 tấc. Mình lấy cuốc mình xới một xung quanh gốc nó ha. Dạ. Rồi cái mình gãy phân lên. Phân á thì mình gãy là
gồm có đạm, lân và kali ha. Rồi nói phân thì gồm có đạm, lân, kali. Dạ. Đó, mình rải xung quanh đây, xung quanh gốc đây, xong rồi mình tưới nước lên khoảng 2 ngày liên tục cho cái phân nó thấm vô cái gốc á. Dạ. Dạ. Em thấy ở đây còn cái dấu nè, hình như là anh mới bón phân cho nó hay gì? Dạ đúng rồi, mới bón phân rồi tưới nước. Dạ. Vậy là khoảng bao lâu mình mới tưới một lần anh Khởi? Cái này khoảng nắng này thì khoảng 10 ngày. Khoảng 10 ngày mình, dạ, mình mới tưới một lần. Còn mấy tháng mưa thì mình khỏi tưới. Dạ. Ở đây quá trời nè. Hèn chi cây dừa của anh nó trái rất là sai nè. Dạ. Làm mỗi tháng. Rồi anh tưới phân gì, mình có tưới kali với ure luôn ha? Dạ, đạm, lân, kali anh, trộn ba, dạ, cái lợi. Còn dạ, nếu mà mình muốn tốt nữa thì mình mua cái loại 20-15 á. 20-15. Dạ, mình gãi thì nó chất lượng hơn, nhưng mà cái phân đó thì nó cái giá thị trường nó hơi cao. Dạ. Còn mình mua đạm, lân, kali phân đơn á thì cái giá nó hơi thấp. Nó đỡ chi phí cho mình. Dạ. Ở đây các anh có xài có phân chuồng không hay là xài phân? Phân chuồng thì em xài một năm em mới xài một lần. Dạ, một phân một lần. Đầu khoảng đầu năm. Rồi anh gãi phân chuồng lên rồi cái mình bồi sình lên. Dạ, bồi sình. Dạ. Dạ, mà một năm thì mình bồi sình là bao lâu một lần? Một lần. Một năm sẽ bao một lần. Dạ. Phân chuồng cũng vậy luôn. Dạ. À. Rồi khi mà mình làm giống vậy á, nó mình cần mình bổ sung phân nhiều không? Cái mình làm giống thì mình phải vô phân cho nó thường thường tí anh, đừng cho nó nuôi mấy cái quậy ở dưới xong rồi nó nuôi mấy quậy ở trên nữa. Dạ. Chứ để mà mình để mấy quậy dưới cái ở trên nó không có phân, cái nó thiếu phân, cái nó trụng trái. Dạ, mình bỏ phân nhiều quá con không tốt. Dạ. Dạ. Rồi mình đi quanh kia mình coi tiếp mình hả? Bạn thấy không, là cái trồng bonsai á cũng là do cái người trồng nha. Đó, bạn thấy là cái dừa sim xanh của anh Khởi là trồng rất là hiệu quả. Đó, hoài rất là sai nè, những hoài này là già, nó hơi nhỏ là do nó khô tớp lại. Còn mà khi mà cái trái trên đây, trái này trái dừa này là trái cũng gần khô hả anh Khởi? Dạ, gần khô rồi. Quá trái nó to ha, dừa sim mà nó to vậy là đạt hiệu quả rồi. Phải chống bớt, chống lên bớt. Dạ. Cái hoài này là thì còn non này, chắc cũng qua Tết. Còn này hoài này chắc cũng cái này qua tới Tết không anh Khởi? Này dạ, trái nè. Dạ. Quá trời. Cái này là phải chích bỏ bớt. Trái quá thì sai. Sai quá mình phải gặt bớt. Dạ. Dạ. Một quầy nữa mình để khoảng 12-15 trái lại. Okay. Dạ. Rồi cắt đi. Loại dừa này rất là sai các bạn. Rồi bây giờ mình nhờ anh Khởi sẽ thử một trái dừa ngon thế nào nha. Nãy giờ đi mình thấy cái dừa này mê quá. Bây giờ thấy rất là ngon. Bây giờ nhờ anh Khởi chọn cái dừa chặt thử, ăn thử như loại giống dừa này ngọt thế nào nha. Cái trái mà dừa ăn nó có màu sao anh Khởi? Nó cái màu này nè. Ha, ừ. Nó xanh. Nó xanh đậm lên ha. Dạ. Còn cái nó còn hơi non thì nó trắng. Trắng. Dạ. Mà khi vừa ăn thì nó làm sao? Nó xanh. Nó xanh lại. À, nó xanh ha. Dạ. Như mấy cái này nè. Nó khô nè, nè ha. Ờ, khô à, là ha. Nó đậm hơn sao? Dạ đúng rồi. Đậm hơn hả? Cái màu một cái trái mà nó lớn á là khoảng bao nhiêu ký? Cái này khoảng 1,5-2,6 lận. Dạ. Nhưng mà vừa xem mà loại 1,6. Dạ. Xịt nước ha. Đậu mà ký 6 vậy là quá tuyệt rồi anh Khởi. Dạ. Đậu dừa sim mà nó ký 6 là quá lớn là ngay bây giờ đó. Dạ. Mình cũng nhờ anh Khởi bẻ cái dừa mà hồi sớm mình thử là trái dừa nó hơi non, hơi cái cũng gần như ăn được ha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Khởi sẽ bẻ một cái trái dừa này hơi cứng để theo xem vị nước thế nào rồi xem cái thế nào nha. Cái nước á nó có độ ngọt dữ dằn hơn so với cái nước hồi sớm các bạn. Quá trời ngon. Mà khi mà thấy nó cứng gại này nó không có ga ha. Nó ngọt cái thanh. Dạ. Đặc biệt loại dừa này
Thì em nghĩ là thương lái Hàng Chi, thương lái nó rất là thích loại dừa này. Nó mà trái dừa sim mà nó trái nó to hơn dừa sim kia Dạ. mà nó nước nó ngọt nè. Thử cái nữa. Rất là ngọt. Mà đặc biệt thì cơm nó cũng vậy nè, để mình ráng uống xong rồi mình nhờ anh Khởi sẽ chẻ ra xem cái cơm thế nào nha. Nhiều quá anh không phụ em. Nước quá trời nước các bạn ơi. Này nước em một người mà khỏe khỏe như em là uống uống hai trái là không nổi đâu nha. Rồi bây giờ nhờ anh phụ chứ bây giờ quá trời rồi, quá trời nước rồi. Trời ơi, này anh phải làm hai ba hốp anh Khải Hai ơi. đứa mới hết. Cái này mà nếu mà mình đi mình trồng dừa này ha mà mình có khách đồ đãi là rất là tuyệt vời luôn á. Nhờ anh chặt giùm. Quá trời rồi, bây giờ mình quay bằng xem ha. Bây giờ cái gáo. Ui, cơm này ngon quá anh Khải. Đó, tại gáo mỏng nó quá trời ha. Dạ. Cái này là mình mà làm mứt chắc ngon lắm á. Dạ. Quá trời, các bạn thấy là cái gáo nè, cái cơm cũng vậy nữa các bạn. Đó. Thấy không? Rất là ngon. Cái này mà phải cái này mà cái này là chưa có, hình như em thấy hình như là chưa có khô hung phải không? Chưa khô không anh? Chưa khô hung. Bạn thấy không? Cả gáo nó cũng mỏng, cũng rất là ngon. Đó. Đây là loại giống dừa này cũng thích hợp cho chúng ta trồng để thưởng thức đó các bạn. Đó, đây là loại giống dừa đặc sản của ở Tam Ngãi của Cầu Kè nha, tỉnh Trà Vinh các bạn. Các bạn thấy không? Trái nè, đó là cây sớm ảnh bẻ dừa đó.